Đấy. Các bạn đi uống mì đi, ngon lắm mọi người ạ. Chị Nắng ơi, em phải đi học rồi, chị tắt like đi chị ạ. Chị tắt like đi á, không được em đi học đi. Mai chị stream 10 tiếng đấy. Mai nhá, em đi học xong em vào vẫn thấy chị đang stream. Em bị ỉa xong vào vẫn thấy chị đang stream. Em đi ăn vào vẫn thấy chị đang ngồi đấy luôn. Mai chị ngồi rèn từ sáng đến tối luôn. Ngồi đến cả loài cả chị ra luôn em. Mai mình ngồi 10 tiếng đấy các bạn ạ. Mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Mai mình sẽ đi mua Monster, mua mì gói về. Không được ăn mì kia thì ăn mì gói thôi. Như vậy dạo này mình nói chuyện mất dậy đấy nhỉ. Không được, mình phải chỉnh đốn lại. Trong các bạn nhìn này, hôm nay mình vừa tìm được một cái cặp tóc. Đây là cái mầm, nhưng mà cái mầm này thì phải nhìn gần mới nhìn rõ các bạn ạ. Đây là cái mầm á. À, cái cặp này mình mua ở trên hàng mã lúc đi trung thu mấy năm trước rồi, hồi đấy còn đi với cả thằng em trai của mình nữa. Lâu lắm rồi. Đấy, cặp này phải cặp như này nó mới thẳng lên được này. Đấy. Như thưa không? Bây giờ mình cần các bảo thạch các bạn đã lấy giòn nhá. Ôi thằng nào lấy mất rồi. Con chó này. À, điện thoại. Từ, bình tĩnh, chú ơi, đợi cháu tí. Alo à? Vạn dạ, anh ship cơm đúng không? Đây, mình tí mình lấy cơm cái nhá, xong mình lên làm tâm hồn nhá. Nếu anh shipper có xem stream thì inbox em mua thông tin nhé. Mua thông tin nhé. Ôi ơi! Đợi mình tí các bạn nhá. Quay lại luôn đi. Much later. Xin chào các bạn, yêu mì rồi à? Hoa xinh nhỉ, vẫn ghế á. Là cơm của mình các bạn ạ. Hôm nay có cơm heo viên sốt teriyaki. Teriyaki à, còn kèm thêm một gói vừng nữa. Mệt với đái luôn đây này. Mộc vàng cùng nắng. Ở đây thì có ba loại rau này. Rau bông cải xanh này, cà rốt với cả đây là củ bí ấy, là củ gì ấy, bí hay sao ấy, hay là củ su hào sao ấy. Còn đây là heo sốt teriyaki. Còn cơm ở dưới này, cơm này là cơm gạo lứt. Không còn một tí nào luôn. Không có con gì để chơi cả các bạn. Không lấy con gì liền đâu ấy. Chết queo luôn. Bài cho ra góc quá. Mình đứng cho nó lấy hộ pháp thôi. Với lại jacket thôi. Lấy jacket thôi. Chết rồi. Quảng luôn rồi. Sao kia tầm này có hoàng gì được. Ủa. Ôi dồi ôi, John ơi. Dồi ôi, vào đây. Chó này. Tôi ra màu đẹp á. Thôi bạn kia bạn còn gỡ ở comment luôn mà. Phải xóa ở comment luôn mà. Đợt top 6 cũng giỏi phết đấy. Không phải đùa đâu. Top 6 là cũng giỏi đấy, mất có một điểm thôi. Yêu vào đánh cờ xuống tay ngay nhá. Yêu ơi. Ờ, yêu ơi. Làm gì có ai mà yêu. Ây ạ, mời quá. Mời. Ây da, chị bị khóe chân đau quá các bạn ạ. Mình bị khóe chân đau quá. Mình bị khóe chân đau quá các bạn ạ. Không có cái móng chân, không có cái gì để cắt móng chân này. Nhìn còn không có đam. Hay sao nhìn chả thấm thế á, em biết được đi cắt móng chân đã gọi được đau chân lắm. Mình bị cái khóe chân á. Đây nè, mình phải cắt móng chân đây nè.
Đó. Nó bị cái khóe chân đau quá. À! Móng chân rồi. Đều rồi, đều rồi, đều. Mày cắt cái khóe quá đau lắm. Nó cứ quẹt nó đau ấy. Mình không có bấm tay. Đau lắm à. Các bạn có biết cái cảm giác cắt khóe chân? Nếu mà không cắt sớm á, cái khóe chân này mà không cắt sớm thì sao nó mọc ra đau vẫn cứ luôn ấy thầy. Thế luôn á. Tại mình một tí mình cắt cái khóe cái đã. Bạn nào đã từng bị khóe chân mà lười cắt xong rồi lúc nó mọc ra nó đâm vào thịt xong rồi kiểu ngồi vừa khóc vừa cắt rồi chưa? Cái cảm giác đấy là cái cảm giác thốn đi tận rốn luôn á. Nên là đeo kính mà vẫn không nhìn thấy gì nhỉ? Cảm giác kiểu tay nghề của mình nữa giờ nó kém đấy nhờ. Được chưa ta? Ôi, chắc là được rồi đấy. Look at my nail. Chị có mệt không á? Bình thường. Chị like từ mấy giờ đấy? 6 giờ 17 19 phút rồi, em trừ đi là biết mà. Chị bớt dễ thương đi nhá. Ok các bạn. Đồng ý. Mà để ra dễ thương rồi biết sao. Tin cái gì? Qua đây anh chị em ơi. Qua mạnh lên. Nữa lên. Mời bùng cháy lên. Kêu đúng rồi. Qua cho nó thở luôn. Nữa. Thôi. Somat nào đấy bạn, mình tham gia mấy cái somat bạn định hỏi somat nào. Tối nay mình sẽ tham gia buổi cuối của cái somat của OCG và hôm nào đó mình sẽ đánh somat của cuối tuần, mình sẽ đánh somat TST. Đúng rồi, tốc chiến hay tốc 7 ạ. Ô phải cứt thôi chết rồi, lại tù thành rồi. Không. Oh no. Sao mình chơi được? Mình đã định là chơi nốt game này lên kim cương rồi xong rồi nghỉ mà. Các bạn đợi mình đi úp bát mì không? Bây giờ mình có 6 rưỡi thôi. Các bạn đợi mình đi úp bát mì nhá. Mình chạy xuống nhà mình lấy cái bát với cả gói mì lên thôi. Đấy, được rồi, không động vào đây nhá, đừng động vào đầu chó nhá. Tức gắt chịu rồi, từ. Đợi một tí nhá. Ok. Đã xong rồi. Bây giờ Còn ai không? Hello. Come back à. Phải cái gì đấy, chị đó quay trở lại. Mọi người hỏi cái gì với nhau rồi. Mình sẽ hướng dẫn mọi người ăn mì nhá. Các bạn ạ. Bởi vì nhà mình có đúng một cái bát thôi, nên là mình phải dùng cái bát to với cả đáy to bằng cái đầu mình luôn á. Mình đã vừa đun nước rồi nhưng mà bởi vì là không thể cắm ở đây được nên là mình không mang ra đây. Bây giờ thì mình sẽ, đây là đũa này, đây là bát này, đây là mì này. Đấy, mình đầu tiên là chúng ta sẽ bóc gói mì ra. Đấy. Nó lắm men đâu ấy. Đấy, đây là bánh mì tôm này, đây là mì kokumi các bạn ạ. Mì này là hôm nọ mình sang gì mình cho á. Bát này to dã man luôn, bình thường mình ăn bát nhỏ lắm. À, có gia vị nữa. Mì sống này. Ở đây có hai gói gia vị, một là gói dầu á. Mình không ăn gói này bởi vì mình biết không tốt nên là cháo giờ mình ăn cả. Còn đây là gói bột canh. Nên là mình sẽ cho vào đây nhá. Mình cho gia vị vào đây này.
Mình thề với các bạn là cái bột canh của Obe à, của Kokomi á, nó hay của nó vụn, nó bụi cực luôn á, nó hay bay vào mũi mình á. Ồ, ăn cứt rồi. Ăn cứt rồi, khoan mì rồi. Các bạn nhìn này, nó toàn hành thôi. Mình không thích mì tôm mà để lẫn hành với cả muối như này, bởi vì là nó sẽ gây mất thiện cảm. Thế mẹ mình bật nước chưa nhỉ? Hình như chưa bật, sao đợi đi. Nó đã sôi rồi, nó sôi rồi. Mình thấy nó bắt đầu đi vào cái giai đoạn cuối cùng của mì ở của nước rồi đấy. Nó bắt đầu sôi chậm hơn. Chậm hơn. Úi, tạch được rồi, để mình lấy nước nhá. Đây, đựng nước của mì, các bạn có thấy bốc khói không? Úi xôi. Rồi vừa vừa đây nhá. Ôi. Nước sôi. Rồi. Cất bình xuống của mình đó. Đấy, đây nha, đây là bát mì đã cho nước. Cảm ơn thật không được đâu. Một cái vị mà không ai có thể nấu được. Nó ngon, tuyệt vời. Đợi tí cho chín nhá. Không có gì để đậy đâu, mình bình thường mình nấu mình cũng chả đậy cái gì cả. Để kê cái gì lên cho nó cao nhá. Đấy, để mọi người nhìn thấy. Đây là bát mì. Các bạn đi uống mì đi, ngon lắm mọi người ạ. Hết rồi. Rồi còn nước với cả hành thôi. Mình không thích ăn hành, mình cũng không ăn nước luôn. Gói nữa đi á, làm thêm gói nữa đi. Ôi trời ơi, các bạn bị điên à. Mình ăn cho các bạn có ăn đâu mà các bạn đòi ăn gói nữa. Mà gói nữa đi, chịu chịu ấy. Ôi nhá, từ từ để cắt bát mì rồi đó. Giây thôi nhưng mà đây là cơ sở để end game, để họ có một trận đấu đó chứ, tỷ số 1 đều dành cho bên phía của Nắng. Vâng, Nắng luôn biết cách để giúp cho một trận BO3 nó trở nên căng thẳng rất nhiều. Chính xác là như vậy. Người duy nhất trong bảng B có thể là kéo game đấu đến trận đấu thứ 3 chỉ có thể là Nắng thôi. Đúng vậy, và ván thi đấu này một ván thi đấu mà phải nói rằng xuất sắc đến từ người chơi đi rừng cũng như là tập thể bên phía đội hình của Nắng. Kia, sếp. Ủa, quả này nhìn trầm cảm rồi. Trời ơi. Yeah.